hai chân gà, cánh gà không nè? Lâu lâu thèm gà quá, thế là mình lại ngã vào quán chân gà nướng Thịnh Vượng ở số 5 Lý Văn Phước Đống Đa. Quán này thì ngay gần đoạn Văn Miếu ấy. Mọi người rẽ vào đường Lý Văn Phước cái là thấy luôn đó. Ta nói chân gà, cánh gà được nướng bằng than hoa, không biết là được phết lên lớp bơ, đường hay là mật ong, thơm nhức cái nát. Khi đồ ăn ra cái là bọn mình phải xâu xé cái đĩa cánh gà đầu tiên. Nhìn màu vàng nâu thế này thôi nhưng mà không phải là do nướng quá tay đâu nhá. Phần da bên ngoài thì được phết đều, lớp sốt ngọt ngọt thơm thơm. Còn mà cho lên mồm cắn đẫm một cái thì ôi trời ơi, đúng chuẩn vị gà. Bao nhiêu năm mình ăn hương vị vẫn không đổi. Ai da, chân gà thì bình thường mình không hay ăn đâu, vì mình là team thích ăn mấy món ngập thịt. Hi hi, nhưng mà đi cùng hội bạn nói chuyện lai dai quá cũng đã thử vài cái cho vui mồm. Bác nào thích ăn cay thì phải chấm đẫm ngay vào cái bát nước sốt đặc biệt này của quán này. Chân Dung, một cô gái không thích ăn chân gà, mọi người thấy gì chưa? Hãy tin lời con gái nói. Ôi trời ơi, dừng lại đi bạn ơi, dừng lại ngay. Đây, thích ăn ngập thịt nên là phải gọi ngay một cái đùi gà nướng. Một đĩa hai miếng như thế này là một chiếc đùi gà chặt ra đấy nhá, chứ không phải là hai chiếc đâu. Mình đóng họ 3 năm ở đây vì giá ở đây siêu sinh viên nữa. Chân gà, cánh gà thì chỉ 10k, 20k một chiếc. Một điểm trừ nhỏ xíu xíu ở đây, đó là chỗ ngồi bên ngoài vỉa hè của quán hơi tối, mọi người nên vào hẳn trong quán để ngồi nha. Thế nên là mình quay chụp nó mới bị đen thùi lùi như thế này này. Kể ra mà chỉ ăn thôi mà không sống ảo gì thì cũng perfect đây. Bọn mình gọi thêm cả đĩa mè nướng nhai dai dai giòn giòn. Combo là phải kèm miếng dưa góp ăn cùng nó mới chuẩn vị này. Còn cái món bánh mì nướng ở đây là cái món phải thử nha mọi người ơi. Đùa chứ, buồn cười thế, quán gà nướng sao lại làm ra cái bánh mì nướng bon mồm như thế này. Ngồi ăn có một tí thấy mấy anh Grab Now Bemin đến lấy hàng siêu nhiều luôn. Mọi nắng mưa là chuyện của trời, đi ăn súp cua nước tiếng Tôn Đức Thắng là chuyện của Puta ngày hôm nay đấy mà. Hello các bác, hôm nay tôi dẫn các bác đến số 36 Phan Văn Trị Tôn Đức Thắng để ăn súp cua nhá. He he, ngồi xem menu một tí. Chị ơi, cho em một súp cua thêm trứng bắc thảo, ốc heo, thanh cua, mai cua nhá. Ôi trời ơi, chưa kịp mở cái camera ra thì chị đã múc xong bát súp cua rồi. Đúng là quán đông nên là phải quen làm với tốc độ ánh sáng mà. Chu choa, thế là bát súp cua của tôi đã xong rồi. Trời ơi, chưa ăn đâu nhưng mà đã ưng cái phần mắt rồi đấy. Ở đây một bát súp cua trứng cút là 25k, nếu mà thêm topping trứng bắc thảo, thanh cua các thứ thì mỗi thứ 5k một loại, còn duy nhất chỉ có thêm cái mai cua là 15k thôi. Hí, có tương ớt nữa này, bác nào ăn cay thì thêm vào, nhưng mà hôm nay tôi không ăn đâu. Tự dưng mặt lên mấy cái mụn buồn ghê, nên phải nhịn bớt bớt cái mồm lại đây. Chu choa, cái bát súp cua nó nóng hôi hổi, nóng hơn cả cờ rốt luôn. Sầu hót sầu hót. Riêng phần súp thì mình đã thấy khá đẫm thịt gà rồi. Cái trứng bắc thảo này nhiều người bảo khó ăn nhưng mà mình thấy ăn cũng ok la mà. Trông màu thì hơi đen đen xíu nhưng mà ăn lại rất là tốt cho sức khỏe đó nha. Hí, em mai cua nằm ngửa ra để chị mà lem nào. Cái nhân trong mai cua này rất là chắc, không thể dùng thìa mà sấn luôn được đâu. Muốn cầm lên để ăn mà siêu siêu bỏng luôn ấy. Thế nên là ăn xong cái mai cua này là cả một nghệ thuật luôn đó. Thôi thì tôi đành ăn cái súp trước rồi để phần bỏng ăn sau vậy. Cá nhân tôi thấy cái bát súp cua nóng hổi này mà đấu húp xì xụp vào mùa đông thì ưng cái bụng phải biết. Nhưng mà để kiểm chứng xem mùa hè ăn nó như thế nào thì hôm sau nóng lên tôi sẽ đi ăn thử xem sao. Hi hi, thêm một cốc sâm dứa này. Trời, định để cái mai cua đến cuối cho nó nguội nguội rồi ăn, nhưng mà ăn xong bát súp thì no quá rồi không ăn được nữa. Nước này đi sai, lần sau tại hạ xin phép đi lại nha. Trời ơi, miền Bắc bây giờ là đến mùa cóc mùa nhót rồi đấy các bác ơi. Hôm nay thử một lần hóa thân thì người chơi hệ ăn nhót cũng phải nghệ thuật nào. Cạo qua cái lớp vỏ đen bên ngoài của cóc đi. Chu choa, bổ đôi ra chảy nước miếng. Cứa quả nhót cái nước nó ứa ra này các má ơi. Ta nói bổ xong rồi thì ướp muối ớt quá là dễ thôi. Muối, bột ớt, rắc thêm đường nữa nè. Lắc lên như một người nghệ nhân thực thụ. Chu choa mà lem trông nó đã chua cay nhức cái nách rồi. Thế thử thách ăn chua không nhăn mặt của bà Puta nè. Ôi trời ơi, chua cay thật sự nhức cái nách.